À, chào tất cả cô chú anh chị Ba và lại các lạnh bạn, mà bữa nay mình quay chú ngồi tính ngồi mình ngồi cưa ngồi cái thì cây coi tràm coi bông thì vàng này nha cô các bạn. hạ đi nè. Cây này khá là to luôn. Hả? Đi công chuyện chút xíu xuống. Rồi, chú mình bắt đầu leo lên. Cái máy cưa chú mình sử dụng đó là máy cưa G375 nha các bạn. Chúng mình cắt cái nhánh cho dễ leo lên. Ở phía sau mình có cái nhà rồi nha. Rồi, chú mình leo lên. Để 5 năm nữa nó già cây rồi xài nó mới im. Cây này thẳng mà nó cao lúc tuốt cái chán. Rồi chú mình thắt dây an toàn lại đó các bạn ơi. Ủy lắm, mà cũng lá lớn vậy nè. Mà nó lớn quá, nó hơi bọng luôn rồi. Hơi bọng, bọng đủ tuổi. Đây quá bự lắm. Chú mình leo lên túc trên để cắt mấy cái nhánh trên nữa nữa nha. Để mình quay xuống nha các bạn. Hai hai lóng củi củi ba. Sáu bác ạ. Lên nữa các bạn ơi, các bạn mà thấy chú mình cưa cây hay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khó gì đó gần nhà có cưa hạ thì hãy liên hệ chú nha. Số điện thoại chú em để dưới đường link mô tả video các cô chú anh chị. Rất là cao nha các bạn. Chủ nhà sợ gió dòng nó đã quắc tử cho nên chủ nhà kêu cưa hạ cây này luôn. Cây này nó giòn. Cái máy cưa mình chú mình đang sử dụng đó là máy cưa G375 nha các bạn. Thầy làm cái kinh các bạn ơi. Để mình cung cao lên nha.
cái mình dùng hết tới luôn. Xích xuống nha. Rồi chúng mình leo xuống dưới này cắt một đoạn nữa vậy nè. Chúng mình cười nó là chưa nói, các bạn để mình quay lên nè.
mình cưa mở miệng xong rồi đó các bạn ơi, chỉ vô ngã cho mình á. Cây này bị mối ăn ở trong rồi. Dạ. Bị mối ăn ở trong rồi các bạn. Nguyên cái ổ. Nó bị mối xa không nữa. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.